Chị ra lùng được ghê chưa? Trời ơi, toàn chào bó tay lớn lên các bạn. Cái đó là tôi mới học thôi, bây giờ là ảo thuật gia chuyên nghiệp. Xin mời ảo thuật gia chuyên nghiệp. Ảo thuật gia ca đi trường, tên tiếng Anh mà người Việt Nam biểu diễn. Vỗ tay cho ca đi trường đi các bạn ơi. Xin mời ca đi